Nhưng mà cái trường hợp bạn khách hàng này còn khá trẻ và nhắn tin với bác sĩ mong muốn được can thiệp cắt mí dưới nhằm cải thiện cái vùng nếp nhăn mí dưới khi cười, thì bác sĩ có xin phép bạn ấy để chia sẻ với mọi người. Cũng có rất nhiều những bạn cũng có cái tình trạng giống như vậy, tuổi còn rất trẻ, lúc bình thường thì không sao, nhưng khi cười thì có nhăn rất nhiều và nghĩ rằng là can thiệp phẫu thuật cắt bớt cái da dư đi thì có thể là làm hết nhăn, nhưng sự thật không phải. Đó là cái nếp nhăn đông các bạn nhé, tức là ở trạng thái bình thường thì da rất là phẳng, cơ không co thì nó không hình thành nếp nhăn, nhưng khi cười đó thì cái cơ nó co, nó dồn đó, những cái cơ bám da nó biểu hiện nét mặt nó co, nó nhăn nhiều, thì cái việc can thiệp phẫu thuật không thể giải quyết được cái vấn đề này. Mà thậm chí rằng khi mà thực hiện phẫu thuật thì nó những mô sơ sẹo nó dẫn đến cái tình trạng mà sẹo có thể nó nhăn nhiều hơn. Hoặc những cái trường hợp khác, cứ nghĩ rằng nếu mà do da hay là cắt thật nhiều da dư đi đó, cắt thật nhiều da dư đi để cho nó phẳng thì nó lại rất dễ làm trễ ngửa cái bờ mí dưới, để xử lý nó không đúng và mục đích thì không được. Cho nên cái giải pháp với những cái tình trạng trẻ mà nhăn khi cười như thế này thì chúng ta không nên can thiệp dao kéo, thì các bạn có thể là sử dụng các biện pháp chăm sóc massage, chăm sóc massage hàng ngày để làm chậm quá trình lão hóa, hoặc sử dụng các loại mật vạ tự nhiên để trẻ hóa vùng quanh mí. Nếu nữa thì các bạn có thể là sử dụng đến các biện pháp tiêm xóa nhăn, nó làm mềm những cái cơ to vùng quanh đó.